Chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ dạy các anh em lấy lại cái Facebook đã bị khóa trên Facebook. Hôm nay thì mình mới tìm ra một cách mở khóa tài khoản. Hiện tại Facebook đang quét rất là nhiều những cái tài khoản bị spam hay là đăng những cái hình ảnh phản cảm, vi phạm chính sách cộng đồng Facebook. Thì Facebook sẽ quét và sau đó thì sẽ xem cái mức độ spam như thế nào thì sẽ khóa cái tài khoản bạn, nhưng mà cái tài khoản này của bạn là sẽ bị khóa vĩnh viễn trong vòng 30 ngày nếu như mà bạn không phản hồi. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Trước khi các bạn bắt đầu thì các bạn phải chụp lại cái màn hình của tài khoản của bạn đã bị khóa như mình này, như mình hiện tại là mình đang chụp rồi nha. Đấy, các bạn chụp lại đi. Sau đó các bạn vào Google gõ link 890 Facebook. Mình ấn vào cái đường link đầu tiên nha. Ấn vào đây thì kéo xuống và chúng ta tìm được một cái link 890 cụ thể. Chúng ta đã ghi trên này và mình ấn vào sao chép nhá. Ấn vào sao chép. Sau đó quay lại. Dán vào đây. Rồi ấn vào tìm kiếm. Nó ra một cái tab như thế này. Thì cái tab này ở trên nó sẽ, nếu mà mình đăng nhập bằng Google rồi ấy, thì nó sẽ không bắt đăng nhập thêm email và Gmail trên này nữa, nhưng mà chưa đăng nhập thì nó sẽ bắt mình nhập một cái tab Gmail trên này. Còn chúng ta gõ cái mô tả cái vấn đề chúng ta đang gặp nhá. Mình bị khóa tài khoản thì mình sẽ mô tả về cái vấn đề khóa tài khoản của mình. Tài khoản tôi bị khóa bất thường, mong Facebook xem xét. Mở khóa cho tôi nha. Xin cảm ơn. Đấy, sau đó chúng ta chọn một cái tab. Cái tab này là chúng tab của tài khoản đã khóa Facebook. Facebook của chúng ta bị khóa. Ok, chúng ta gửi lên nhé. Đấy, sau khi chúng ta gửi xong thì hãy đợi đến tầm 12 tiếng đến 24 tiếng thì Facebook sẽ phản hồi về email của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ vào email và nhấy lấy lại cái mã đăng nhập. Rồi chúng ta lại vào Facebook và đăng nhập bình thường. Nhớ là đợi từ 24, 12 đến 24 tiếng nha anh em nha. Rồi chúc anh em thành công.